lát ướp cho nó thấm à. Thôi chào cả nhà anh ơi. Xin chào cả nhà nha. Sáng anh em mình cũng có mua được cục thịt ba rọi á. Bữa nay anh em mình ăn cơm ngoài đồng, là anh em mình làm cái món là thịt ba rọi kho với sả ớt. Với sẵn đây thì anh em con cũng xin cảm ơn cô Thu nha, gửi cho con anh em con món quà. Con cũng cảm ơn cô Thu nha, gửi cho anh em hai anh em được món quà. Với hôm nay ở dưới quê của anh em mình á cũng có mưa, mưa cái mấy cái lá xài này nó non lắm nè. Đó. Cái này sáng cô Mon đi bứt được hai chùm nè. Lá bự không? Đúng rồi. Với đây con mới lá cóc nữa cả nhà. Đó. Khế xài nữa. Khế xòi chú chét đậu rồng. Đậu rồng nhà nè. Mà đặc biệt có cái bắp chuối đó ngon. À, chuối hả? À? Này thịt gà. Thịt gà. Cái bắp chuối này là chuối chuối sáp. À, chuối này ở nhà của anh em mình nè. À. Này mình hái ở nhà. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó ăn ngon. Đúng rồi. Có chuối sáp là nó ngon. Cái này thì anh em mình cắt cái này xong á, cái anh em mình luộc sơ đó, luộc cho nó khử mùi với cho nó hơi săn lại á, là lát cái mình xào, mình kho chứ. Ôi, nó đè mất tiêu con gà đúng rồi. Mất tiêu con gà hả? Thôi cho nó đi du lịch đi. Cái gì không luộc rồi. Bên đây mấy anh em mình có mới xả nè cả nhà. Lát xào chung. Lát xào chung hả? Nằm kết như là mới đầu chua. Thử không? Ăn thử không? Con làm à. Làm thử tới cốc đi. Để em kiếm tới cốc. Ờ, xin mời cả nhà nha. Ôi đã nổi. Sao chịu nổi. Cô Mon qua bắt giùm anh cái bếp để cái này thì anh em mình luộc cho nó sơ nó cái. Hồi nãy giờ nhìn mới cốc thèm chảy nước miếng luôn, giờ cắn vô cái đã ghê luôn anh. Đang ngồi xắt thịt nữa Mon. Thôi em đi bắt bếp á. Cái này thịt anh em mình cũng có luộc à. Luộc với khử mùi nó cho gừng vô. Dạ. Giờ anh em mình xào này trước. Ê, nóng quá. Chừng đổ. Chút xíu nó đổ. Ôi. Quéo lông hết rồi. Cái này mình xào cho nó ra mỡ á. Dạ. Rồi cái này anh em mình cho xả với gạch tôm. Gạch tôm của cô Mon vô luôn nha. Rồi cho vô lát nó ngọt. Ngọt hả? Cái này cũng cho vô đây. Cái này xả gì đó nó thơm. Cái thơm mùi gạch tôm nữa. Thơm mùi hả? Thịt cũng nhiều ghê quá. Rồi cái này mà lát cái bẻ cái bắp chuối ra. Rồi suốt vô con gái rồi ôi thứ gì chịu nổi. Hôm nay thứ sáu à. Cái này chút lên tí nữa cái nó ra mỡ nhiều á. Nó dạ. Mỡ. Đó thì ba rồi nãy vừa có mỡ vậy thầy có ăn không? Cái này à. Anh em mình cho tí ngọt ra. Tí đường. Nó thơm mùi xả rồi á. Mùi này mình cho thêm miếng nước mắm nè. Nó thầm trọng lên. Rồi cái này anh em mình cho tí nước màu vô luôn nha. Hơi nhiều nhiều rồi. Hơi nhiều cũng được. Cho nó có màu. Nó bụng mày đó. Rồi trộn cho điều lên cho nó vàng. Rồi nhìn hấp dẫn ghê luôn. Chưa chín. Em cho thêm miếng nước nữa giờ. Nó ôi nó thơm kìa. Ừ. Hấp dẫn quá anh ơi. Cái này để tí xíu nữa là cái anh em mình nhắc xuống cho nó vàng tí xíu nữa, có nước màu vô nó đẹp ha, cái vàng của thịt. Dạ hôm nay em bớt cơm á. Thôi anh lấy xoài anh ngồi đây anh chấm à. Để đây tí xíu nữa là anh em mình nhắc xuống.
Ôi nhìn hấp dẫn cả nhà. Ôi ngồi đây mà chiều không nổi luôn á. Ôi em thử trước nha. Xin mời cả nhà nha. Chiếc này có dính cái răng nữa không anh? Ở đây thì anh em mình có chẻ ra được mớ xà xòi nè, với cốc, với khế, đậu rồng nữa. Mày lá xòi với lá cốc nha cả nhà. Ăn anh nước á vừa ngon mà. Vừa luôn. Dạ. Rồi đem kiếm cái lá xài bự cuốn. Ở đây thì anh em mình có đập dập cái bắp chuối ra nè. Rồi cái này thì mình có chà chanh lên á, nặn chanh lên á cho nó không có bị đen. Bữa nay làm kịp. Đó, cho mọi cái miếng vô. Xài nó bự quá. Xài bự. Chuối là anh em mình hái cặp mét kinh nè, ở ngoài đây chuối nhiều lắm. Xong rồi cho cục thịt lên. Hai cục cũng đi. Hai cục hả? Lỡ dính. Nhiều. Thôi nhà cho nó ngon. Rồi cuốn lại. Thứ gì mà chịu nổi. Có đậu rồng nữa nè. Cuốn dạng ngon lắm. Là một đũa vậy. Cái này anh em mình nấu nhiều lắm. Vô thưởng thức anh. Ngon lắm. Đem thử cái bắp chuối. Hồi nãy giờ gấp không đủ đô. Không đủ đô. Lấy muỗng múc luôn. Trưa đói bụng quá. Cái bắp chuối sáp này thì nó ăn nó ngon. Trời ai hái chua dữ trời. Mời cả nhà nha. Có ăn đúng cây xài đè ra hái không phải. Nãy anh em mình nặn chanh vô trong đây nè. Cái nó có vị chua chua chát chát của chua của chanh, chát chát của bắp chuối á. Ăn vô kèm cũng ngon. Anh em thử miếng bắp chuối. Coi vậy được ha cô mò. Dạ. Nãy giờ. Mấy cái này mình phải ăn kèm mấy cái đồ mà có chua chua chát chát á, vô nó ngon. Nên làm món này bá cháy luôn. Cắt non cơm nữa. Cắt thêm mới đồ chua á. Ôi đã. Cái này bớt cơm nhiều. Có nhiều bạn comment hỏi Kumon tên gì á, Kumon tên Bình nha cả nhà. Kumon là em của mình. Em ruột. Kumon Úc của mình thứ hai. Mà kêu Kumon cho nó thân thiện. Kumon á là hồi nhỏ á, là ở nhà mình á, coi phim hoạt hình mà Doraemon á. Cái giống y hệt như Doraemon nữa, cái kêu Mon Mon luôn tới giờ á. Cái Kumon tên là tên Bình.
được mớ đậu đồng ngon non này ăn đã. Rồi sáng anh lựa mấy trái nhỏ nhỏ anh hái không? Nó chứ mấy trái nhỏ này không? Ăn nó vừa. Mấy cái lá bự nằm dưới đây nè. Hái được, được mấy cái lá bự á. Cái lá bỏ vô cho nó nhiều. Cái này á, mà mình xào mắm ruốc đâu á, cũng hay là xào kho mắm ruốc với kho sả ớt vậy nào, mình ăn kèm mấy cái đồ sống này nó ngon. Nó chua chua, nó ngọt ngọt á. Là phải mấy cái món mà khoai sả vậy nè, khoai sả vô nó thơm á anh. Kèm mấy này mới ơi mấy cái đó ha, mà mình có mà rắn trung mà xào ha, ôi ôi xúc nó một cái xào xào sạch chảo luôn. Quăng đũa đây nè, ăn cho đã. Cái này có cơm trái xúc cũng ngon hả? Đúng rồi. Cơm trái nó giòn giòn này, gặp thêm thịt ba rồi có chút mỡ anh. Vũ béo đã. Cái nồi này hồi nãy anh em mình kho có chờ lại nước, nhưng mà nó kiểu nó để lên cái nó hút nước á. Cái nồi đất nó khô là nó hút nước rồi. Hút nước lại không? Dạ. Mấy cái lá cốc này nó chua chua ăn đã. Trời này không còn chua chua nữa mà. Chua quá trời chua. Ai hái vậy? Cú mơ anh hái á. Xúc vô. Thằng cú mơ anh hái. Thằng cú mơ anh hái á. Đây đây. Bỏ nguyên muỗng này vô cô. Cú mơ anh hái à. Nguyên chiếc xuồng luôn. Này cho nguyên muỗng này luôn ha. Anh làm chiếc xuồng đó nè.
ăn vô đã lắm rồi. Bỏ mấy trái chuối cho nó chạy chạy. Bỏ cái máy chèo luôn. Quá, múc viên muỗng vô luôn. Tô bự rồi. Chén bự chứ. Anh rõ rồi đó. Ngon, đứa ăn cơm này ngon. Chúa em chúa. Em hết nồi mới giả luôn. Còn nó làm cơm rồi. Dạ. À, tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Và hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like chia sẻ nha cả nhà. Nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha.